Hello cả nhà, hiện tại vị chú đang ở công viên 23 tháng 9 đi dạo và tập thể dục thì bất ngờ gặp một anh bạn xin lỗi anh làm nghề gì và anh ở đâu? Anh là ở bảo vệ, là ở quận 8, Vĩnh Cường á. Vĩnh Cường? Ờ, gần đây. Sao mà sáng rồi đi ra uống nước thoải mái quá vậy? Đi thông thả, đi ra công viên đồ ngắm cảnh, đồ khí trong lành đồ. À, sao cũng không thoải mái đâu mà ra có thời gian ra ra uống một uống nước ngắm cảnh nữa. Giờ buồn quá, chỗ em quay đi vòng chơi chứ uống nước chứ sao giờ. Dạ. À. Buồn chuyện gì? Buồn gia đình đồ này chứ đi làm không có tiền bạc gì đó rồi mới đi dạo chơi. Ừ. Nhưng mà anh cũng còn công việc chính của anh là mình bảo vệ. Phải đi làm chứ, công việc chính đi làm bảo vệ. Rồi. Đây là quang cảnh người dân tập thể dục buổi sáng ở đây. Có hai vấn đề mà như ở cho cộng đồng mạng cũng đang quan tâm là vụ của bà Hằng vô hộp với tỉnh Thất Bồng Lai á, thì anh có thể chia sẻ một xíu về tỉnh Thất Bồng Lai trước đi. Theo quan điểm của anh thì tỉnh Thất Bồng Lai như thế nào? Trong quan điểm tỉnh Thất Bồng Lai có làm sao người ta mới nói vậy, chứ giờ nghe nói là Diễm My bị bắt cóc thì nghe nó có bầu gì đó đẻ. Chắc nghĩ là cũng có chứ, có người ta mới đồn, cũng có người ta đồn chứ, đúng không? Một người biết thì đâm ra có trăm người biết có ngàn người biết, có người ta mới đồn. Như hơi đâu cảnh như tỉnh Thất Bồng Lai như kia, tính ra lợi dụng cái lòng tốt của người dân đó bộ, tính ra lợi dụng đó, nó lục lòng tốt của người dân nữa, tính ra làm đại trợ mấy cái chú tiểu luôn, có con có mẹ có cha gì đó, rồi cuối cùng cũng có thấy gì đâu. Thấy không, rốt cuộc nghe nói bom một coi, có một coi đâu, có cha có mẹ ở bên đó. Rồi con thấy cha thì không biết. Cha thì không biết. Thì có một vài có thấy cái ngoài Nguyễn Trung Văn. Nghe đó. Nó uống rượu gì đó, có thuốc phù bơi dục gì đó. Thấy không? Nhưng mà nãy giờ anh là chỉ nghe nói không à. Tin đồn không à. Anh có cái nào mà anh theo báo chí rồi truyền thông mà người ta nói là cái đó là sự thật không? Hay mình tin đồn rồi chắc mình nghĩ là có người ta mới nói chứ không có người ta nói làm chi, cái đó là thực tế chứ. Có người ta mới nói chứ không có người ta nói làm chi, nói thêm này là để chi phạm pháp. Bây giờ ông Lê Tùng Vân là ông cũng bây giờ là ông 92 tuổi rồi, làm sao mà ông có sức rồi làm như vậy anh? Ai biết ông nghe nó có thuốc uống đồ kích dục rồi kia này nọ vô tăng trưởng rồi vô, nghe nó có con luôn chứ. Nhưng mà nghe nói mình chỉ là nghe nói nhưng mà nghe nói là tin đồn là chưa chắc là sự thật. Đúng rồi, tin đồn là chưa chắc là sự thật chứ. Giờ xác minh giờ với tự nhiên giờ bắt hết giờ cũng lòi ra thôi. Nhưng mà cuối cùng bây giờ công an vợ Long An á, hiện là công an Long An là bây giờ là khởi tố đâu có tội về tới cái tội lận lung đâu, mà tin đồn cũng đâu có bằng chứng gì nói về lận lung. Bây giờ họ đâu nói về lần luôn nữa mà đâu họ khởi tố về lần luôn, mà về cái tội lợi dụng quyền tự do dân chủ 331 đúng không? Và cuối cùng thì mình đâu thấy gì là có bằng chứng gì mà họ nói họ là lần luôn. Mình tin đồn nó phải là sự thật đúng không? Mình mới dự là chúng tôi những gì là sự thật đúng không? Đúng rồi. Bây giờ anh thấy sao? Bây giờ quan điểm tôi mới nói là cái gì, những cái tin đồn mình chưa có, cơ quan nhà nước cũng chưa có đưa ra, mình sao mình tin theo những cái tin đồn được đúng không? Đúng rồi. Bây giờ nó chạy thôi chứ nghe nói vậy, thuốc uống gì đó, nghe vụ Diễm My bị bắt rồi, nghe nó có bầu có con đẻ gì đó. Nó bây giờ cũng chắc đang xác minh đó, bây giờ biết đâu ra bà đang tìm quá trời, treo giải thưởng lên 1 tỷ 2 tỷ gì đó đi tìm Diễm My. Rồi tìm có gặp đâu. Nghe nó nhỏ nữa ở kia rồi nghe nó có con luôn rồi, bây giờ không biết sao. Nghe nó ly rượu uống gì uống vô rồi mê, rồi đến giờ đến ba cái thằng nhất nguyên rượu này kia này nọ đăng lên rồi tùm lum tùm la đăng lên đó, rồi tìm muốn đậu gà đâu. Bây giờ mà anh nghe những cái đó cũng những kênh YouTube thôi đúng không?
nói chung ra có chứ cũng nhiều trang nó bình luận cũng có trang thực trang châm biếm vô không à. Có nhiều trang có thật rồi nhiều trang cũng cái châm biếm mà đưa ra không phải là thông tin về sự thật mình sự thật thôi mà nãy giờ anh cũng nói là nghe nói không mà nghe nói đâu không phải nhưng mà nó bình luận vậy nói gì năm chú tiểu thấy là đã xài năm chú tiểu mà mồ côi đó cái lợi dụng cái lòng tốt của người ta là thấy sai rồi. Theo anh thì lợi dụng họ lợi dụng như thế nào? Lợi dụng là giống như là kia nghĩa là lòng tốt người ta hảo tâm ta từ thiện cho mấy chú tiểu đồ này kia rồi nghĩ là mồ côi giống như là làm lên cái vụ thử thách danh hài đó thử thách danh hài cái đâm ca tăng ngưỡng mộ ham mộ người ta thích đó cuối cùng mấy đứa đó có được gì đâu cuối cùng ca lòi ra là mấy đứa có cha có mẹ không có đầy đủ không à lấy gì thực tế đâu xác minh là có mẹ mà không biết cha ở đâu đúng không thì mẹ thì chỉ có một hai đứa là có ghi là trong giấy tờ là mẹ nhưng mà trên họ đây đâu lại nói là trên giấy tờ thì mà lúc làm khai sinh thôi mình cũng chưa biết biết cái đó là những cái đó là sự thật nhưng mà rồi anh thấy anh nói là lợi dụng về đồng từ thiện nhưng mà bây giờ nhiều người ta biết là những chú tiểu đó không có những chú tiểu không một thôi nhưng mà họ tiếp tục họ ủng hộ và làm từ thiện ta biết đó là sự thật và họ ủng hộ thì cái đó là quyền của họ đúng không mình cũng đúng không rồi, có thể nói gì được cái đó tiền của họ mà họ muốn cho thì họ cho thôi đúng không mình đâu có thắc mắc gì được cái đó tiền của ai cái đó quyền sử dụng mà họ biết cái đó là nếu mà họ biết cái đó là không phải là một con mà vẫn cho rồi cái đó là do họ thôi mình đâu có thể nói gì được nhưng mà đó là vì cái lòng tốt của người ta quá người ta thương mấy đứa trẻ mồ côi với thực ra mấy đứa trẻ đó đâu phải là mồ côi nhưng ra nó có mẹ chứ bộ nó phải có mẹ đâu nhưng ra nó có mẹ mà không biết cha nó là ai thôi đúng không nhưng mà thực ra nó là mồ côi luôn rồi bên vậy đó là tính ra kiếm cái lòng tốt của người ta chứ lòng tốt của lòng dân người này kia ủng hộ cho thương mấy đứa nhỏ nó thôi mọi người xác minh ra cuối cùng nó có mẹ chứ không có cha còn biết nó ở đâu ví dụ vậy đó cuối cùng điều tra ra cái gì tính ra tạo lòng tốt tu gì phật cái gì ngồi gì đó thấy em thấy bình luận vậy không đó ở đâu có đúng nhưng mà anh thấy trong tịnh Đông Bồ La họ tu tại gia thì quyền của họ đúng rồi có quyền tu tại gia có quyền tu thì tu trong nhà đi tu tại gia đi nhưng mà đừng có đăng lên này kia này nọ làm mấy cái đồ nhà hảo tâm tao ủng hộ này kia ủng hộ bây giờ mình tu tại gia chứ đừng làm phật tử mình nói là mình là phật nhà hội giáo phật rồi mình là phật rồi làm ô nhiễm phật giáo hay sao đó nếu mình nói phật tu tại nhà tu cũng được thôi làm tu thôi đừng có đăng lên rồi mình là nhà từ thiện rồi bây giờ trở qua vấn đề bà hằng thì anh nhận xét bà hằng như thế nào bà hằng bà hằng thì bà em nghĩ theo như là bà này á tánh bà thì nói chung ra có làm sao bà nói vậy thôi nhưng mà bà đừng có đụng tới ba cái chính quyền đúng không đừng có đụng tới chính trị là được rồi đụng ai đụng chứ đụng tới chủ tịch rồi Phan Văn Mãi rồi thành phố là chết chứ đụng tới nhà nước là thua rồi bà môi nghệ sĩ tham nhũng hay là này ghi này nọ cứ gì môi đừng có môi ba cái đụng tới chính quyền nhà nước là được rồi mà ăn bậy và nói bậy là thua luôn mà đụng nhưng mà là... theo báo chí thì công an khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng là trừ cái vụ kiện tố cáo của ca sĩ Vy Oanh mà đúng không? Vy Oanh là ca sĩ Vy Oanh là vụ đẻ thuê bà Hằng thì bà chửi tục Vy Oanh đẻ thuê đẻ mướn vậy đó coi như là vi phạm pháp luật luôn rồi chứ bà làm vậy là bà cũng vi phạm thôi vu khống người khác đúng không? Vu khống rồi vu khống người khác rồi hả? Đúng không? Bà vu khống thôi đó, tính ra là bà phải vu khống người ta là như bà vu khống là bà phạm pháp thôi bà tốt nhất bà được cái vu khống người ta là được rồi không nhưng mà bà nói bà có bằng chứng đầy đủ á mi quanh mà đẻ mướn đẻ thơi vậy đó cho đại gia vợ dũng gì đó không đại gia đó cuối cùng đó ông gì mà oxy á xanh á nhà xanh á rồi với là vợ công ty nhỏ thị tiên ngủ với đại gia gì đó trùng tướng gì đó đó.
Rồi. Rồi cảm ơn anh nha. Nãy giờ mới nói em biết anh tên gì? Em hả? Em thì nói chung em tên Đức. Đúng. Rồi, cảm ơn anh Đức, một người đang sống Sài Gòn, đang sống ở gần đây. Gần đây. Cái này cây số. Rồi. Đây, đây là công viên 23/9.